giờ đây xin mời các bạn hãy cùng trở về phía hai MC để chúng tôi sẽ cùng giao lưu với các bạn. Trước tiên chúng tôi chúc mừng Cao đẳng Lương thực thực phẩm đã hoàn thành xong phần thi đấu cheerleading của mình. Không biết lúc này họ có hài lòng với phần thi đấu của mình hay không, bởi vì đây là lần thi đấu đầu tiên của họ ở mùa giải này. Chúng các em đều tràn đầy năng lượng cả. Rất là ngộ nghĩnh thấy em có một cái chõm tóc trên đầu. Không biết đây là biểu tượng để cho mọi người nhớ tới Cao đẳng Lương thực thực phẩm hay là thế nào? Dạ, đây là một cái chõm tóc để gợi cho mọi ý nhớ về trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm ha. Và riêng với phần thi đấu cheerleading thì em nghĩ rằng đội mình có cơ hội để bước tiếp vào vòng trong hay không? Thì chúng tôi đã tập và luyện hết sức thì chúng tôi luôn có niềm tin để bước vào vòng trong ha. Quý vị, bao giờ cũng vậy, họ luôn luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự tự tin. Và chắc chắn điều này sẽ mang đến cho họ rất nhiều cơ hội ở phía trước.